chưa? Chồng con chị ngủ hỏi bọn em. em đến em không gặp chồng với con chị. Em đến em không thấy gặp với chồng với con chị. Chắc chỉ có thể ở trên đấy. Hai bố cắn ôm nhau ngủ rồi. Thấy biết sao Thanh Thương hôm nay nó có mặt không? Nhà tiện gì? Cũng thỉnh thoảng lần về quê tớ cũng hay gặp nó mà, à cũng tỉnh cũng gặp rồi. Nó đi chơi xong cái gì rồi? Chị đã mặt xong chưa? Chơi chè. Trời ơi, mệt quá, chán lắm rồi. Chị rồi. Em sợ nghĩ em mặc luôn cái Phương Anh. Nhìn rồi chứ. Làm đi, mà đi làm mũi người ta cũng sẽ bổ cắt đi. Không cắt thì nhấn được. Cái này đi thôi. Bị ong đốt rồi. Ừ, không phải má ơi. Ong rồi đốt rồi. Còn chỉ mấy nhưng mà hình như đi thăm Mỹ á, nó chỉ đẹp ra bên đào thôi. Thời gian sao nó sống. Có ong gì đốt rồi đúng. Đúng rồi. Nên là mình phải có tiền. Sao ấy mình phải đi nào? Ấy chị nói là càng làm á, càng làm càng về sau nó sẽ mất cái mặt. Thank you.
Lớp chị đã có một chị cuối cùng làm mẹ lên hơn kìa. Bây giờ chị Huyền này không lấy chồng thì chị cũng tự đẻ lên. Chị nói chị cũng không nghe đâu, chị nghe tay nghe. Mai ngủ chưa chứ? Mai vừa lấy có massage đâu hả? Có massage một tí. Chị đừng đụng viêm em nhé. Đâu, làm một viêm đâu. Đâu thì em đụng. Xin lỗi. Mẫn vào tay chị. May quá, không mẫn vào mày.
Nhưng nếu không đặt thì là cá vậy, thì nó cũng mong muốn nữa, nhưng mà thật là không muốn nữa, thứ hai thứ chín nó hay bị sai, bốn hay nó có đâu không. Nhưng nó không bị đỏ đâu phải không chị? Hôm nay em lấy quả mít để về bổ. Các quay được 2 kg. Được chưa? Mít mật mà chị. Mít mật nó không ngọt. Mít mật ngon lắm chị ạ. Rồi. Chưa bao giờ em mua quả mít mật ngon như thế.